Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. Tờ Politico cho hay Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Paul Ryan sẽ sử dụng chiến thuật có tên là hòa hợp ngân sách để thông qua một kế hoạch ngân sách mang tính bảo thủ hơn nếu Đảng Cộng Hòa vẫn duy trì được đa số ghế trong lưỡng viện và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nếu thành công, việc thông qua ngân sách mới chỉ cần đa số phiếu ủng hộ, không phải bàn cãi. Cả hai chính đảng đều đã sử dụng chiến thuật này trong quá khứ và đều lên án lẫn nhau khi một trong hai phe áp dụng cách thức này. Tờ The New York Times đưa tin ông Trump vừa đưa ra lời bào chữa mới cho phần thể hiện yếu kém trước bà Clinton trong cuộc tranh luận hồi tuần trước. Ông Trump từng nói rằng chiếc micro bị lỗi là một phần nguyên nhân, nhưng rồi lại quy lỗi cho một trục trặc kỹ thuật khác. Tờ US News and World Report nói rằng ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ ông Tim Kaine thừa nhận với cử tri tại bang Pennsylvania rằng ông đã hơi hung hăng khi nói về những chỉ trích chính nhắm về mình trong cuộc tranh luận với ứng viên phó tổng thống bên Đảng Cộng Hòa, ông Mike Pence. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.